Trở lại với chào buổi sáng, chúng tôi đi ngay vào bản tin. Hôm nay bản tin thì anh Tuấn vừa mới nói về con rắn, thì tôi lại đệm vô là con rắn, nghĩa là nó mắt nó mờ, tức là thị giác nó yếu. Thì bây giờ lại cái này mới là không yếu, là Seth Toyota. Seth Toyota thông minh đến cái độ mà nó nói chuyện được với nhau, tức là xe này và xe kia nói chuyện với nhau. Bản tin này như sau. Giống như iPhone vậy. Nè, công ty Toyota Motor Corporation dự định sẽ bắt đầu bán ra các loại xe có thể nói chuyện với nhau bằng cái gọi là công nghệ thông tin. Nó dùng Wi-Fi ở tầm ngắn vào năm 2021 để ngăn ngừa hàng ngàn vụ tai nạn hàng năm với nhau. Đơn giản mà nói thì xe này chạy gần xe kia, hai bên sẽ nói chuyện với nhau và cho với nhau biết những cái tín hiệu liên quan đến tốc độ, liên quan đến nhiều cái tình hình và những cái yếu tố khác để tránh được tai nạn. Thì Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ sẽ phải quyết định chấp nhận một cái phương thức nào đó để từ đó có thể yêu cầu tất cả các xe trong tương lai phải có cái loại công nghệ tân tiến này. Công ty Toyota hy vọng là xe họ sẽ được áp dụng các cái kỹ thuật này và các hệ thống truyền thông đặt đẻ trong xe của họ vào những năm 2020. Các nhà sản xuất ô tô đã được cấp bản quyền sử dụng cái gọi là tần suất 5.9 GHz của công ty Toyota, đó là năm 1999, cách đây cả chòm chèm gần 20 năm rồi. Cho phép các xe chạy gần nhau tự động trao đổi thông tin với nhau. Và năm 2017, đâu có phải chỉ có ông Nhật mà nghĩ ra cái cách này, mà GM, tức là hãng công ty xe ô tô của Mỹ, cũng đã bắt đầu có những cái công nghệ này và họ đã gắn trong các loại xe mà quý vị nào dùng xe Cadillac hay đi ngoài đường một thấy chiếc xe Cadillac CTS, CTS nó có những cái bộ phận như vậy. Những chiếc xe nói trên đã được thử nghiệm trong các dự án thí điểm và các nhà sản xuất ô tô của Mỹ trong hơn một thập kỷ vừa qua. Sử dụng truyền thông cái tầm ngắn để dành riêng truyền dữ liệu lên đến 300 mét, trong khoảng 300 mét nó truyền cho nhau được. Bao gồm ghi nhận yếu tố vị trí của xe và xe này và xe kia với nhau, cái hướng đi của xe cũng như tốc độ, và truyền tới các phương tiện ở gần đó nữa. Đặc biệt là lần này những cái thông tin được phát ra nó nhanh đến 10 lần, rất là nhanh, cực nhanh đối với các phương tiện đi gần nó. Và từ đó nó có thể phân tích nhanh chóng, xác định được cái rủi ro cũng như cung cấp cảnh báo cho tài xế để tránh tai nạn. Riêng công ty Toyota họ đã trang bị kỹ thuật này cho hơn 100.000 chiếc xe của họ sản xuất từ năm 2015. Và một cái cục rất là quan trọng, đó là gọi là Cục Quản lý An toàn Giao thông của Hoa Kỳ, viết tắt là NHTSA, cho biết là năm ngoái, quy định này có thể tốn khoảng 135 đến 300 Mỹ Kim cho mỗi một chiếc xe mới mà trang bị cái dụng cụ này. Và tính ra tốn đến 5 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, nhưng nó có thể, nếu gắn toàn bộ hết các xe, ngăn chặn được 600.000 vụ va chạm và nó giảm được cái tốn phí là 71 tỷ. 5 tỷ mà so với 71 tỷ là có lợi, và chúng tôi tin rằng nếu tính toán theo cái kiểu kinh tế như thế thì chắc là cái thiết bị này cũng sẽ được Hoa Kỳ chấp thuận sau một thời gian thăm dò và thử. Cũng là một trong những cái phát minh mới để giúp cho, như bản tin của anh Vũ Trung đưa ra, giúp cho những cái tai nạn có thể tránh được. Giống như bây giờ chúng ta thấy hầu như xe mới nào thì cũng có, khi mà backup quý vị xe trở lại thì đều có tiếng báo động, nếu mà nó trong một cái tầm nào đó khoảng độ bao nhiêu feet thì nó đã nói rằng chính xác anh. Bây giờ kinh lắm ạ. Bây giờ nó kinh lắm rồi. Anh nhớ là cái xe Honda Ven á. Bây giờ đó, cái loại mà thêm tí tiền đó, là khi anh đang lái trên xa lộ mà nó hơi lệch sang cái làn mà hai bên đó, là tự động điều chỉnh lại, nó lách lại. Ồ, tự động nó lách lại cho anh. Dạ. Còn cái camera mà backup á, để mà an toàn á, thì nó đã có cái bộ phận cảm biến dập thì nhanh. Có nghĩa là anh đang lui ra, mà bất chợt á, nếu mà từ từ anh lui ra, anh thấy có một cụ đi ngang sau thì anh thắng đã đành. Nhưng mà nếu mà anh đang lui ra mà tự nhiên có một cậu bé nó chạy vút qua thì làm sao? Nó cũng thắng lại luôn. Nó ngừng luôn. Nó khẩn cấp đến cái mức như vậy. Hay. Dạ. Vậy là hay. Cảm ơn anh Vũ Trung. Và bây giờ một câu chuyện cũng của đời sống thường ngày chúng ta, tưởng rằng không xảy ra mà nó đã xảy ra, thưa quý vị. Không xảy ra thường xuyên nhưng mà đã xảy ra, và chúng ta đề phòng nhé. Lý do là bởi vì con cái của chúng ta, cháu chắt của chúng ta ngày nay, các cháu học giỏi, các cháu thông minh lắm. Có những cháu bề ngoài trông rất hiền, thế nhưng mà khi đi học hoặc là vì ảnh hưởng của bạn bè trở thành một người làm hại cho gia đình lúc nào không biết.
Có phải đúng anh Vũ Trung? Câu chuyện nói về một người con gái gọi điện kêu cứu với bố mẹ của mình vì em bị bắt cóc và yêu cầu bố mẹ chuẩn bị gần 200.000 Mỹ Kim để giao cho bọn bắt cóc. Câu chuyện xảy ra ở đâu thưa quý khán giả? Câu chuyện xảy ra ở ngay chính thành phố Pasadena. Pasadena là một thành phố nổi tiếng ở miền Nam ngay Cali này. Hàng năm về chuyện gì thưa anh Vũ Trung? Mùng 1 Tết dương lịch là Rose Parade. Là một thành phố cũng có những cơ sở khoa học của cơ quan NASA. Em này đang học ở đây, con của ông Bảo Quang là người Trung Quốc. Rồi. Nhưng mà mẹ sống ở Hoa Kỳ chắc là phải có tiền lắm. Và con học ở trong một cái trường đại học ở thành phố Pasadena. Đại gia. Đại gia đấy. Trong một ngày thì cô con gái gọi điện về cho mẹ và nói rằng mình đang bị bắt cóc và đang bị giam cầm. Và mẹ phải chuẩn bị tiền để đưa, để chuộc cho đứa con đó. Thưa quý khán giả, ông bố ở bên Trung Quốc cũng được mẹ báo cáo và đã chuẩn bị tiền để đưa về chuộc. Thì khi câu chuyện xảy ra, thì bà này cũng, bà Hoang cũng báo cho cảnh sát và cảnh sát đã tìm, bởi vì con cũng đã test về cho mẹ là cái hình mình đang bị trói, bị buộc như vậy. Và ở chỗ đó là cảnh sát đến, đối với cảnh sát đâu phải cứ khơi khơi, họ đủ mọi thứ, anh Trung biết rồi. Họ tìm đủ mọi cách để họ xem nó là thật hay hư hay giả. Thì khi đến nơi thì thấy con gái khơi khơi không có việc cái gì cả. Và hỏi ra thì đến cuối cùng cô con gái đã thú tội là chủ ý làm cái chuyện này bịa đặt để lấy tiền của bố mẹ. Chuyện đó có thật thưa quý khán giả? Và như Mai Tuấn nói lúc đầu, con cái của chúng ta đại đa số là tốt lắm, ngoan lắm. Thế nhưng mà khi đi học hay khi vướng vào chuyện gì rồi thì có thể làm bất cứ chuyện gì mà các em nghĩ là làm được cho mình. Cô này đúng ra phải đặt cô là super gái rượu. Đúng là con gái rượu. Cho nên có tiền nhiều làm giỏi đâu có phải là con ngoan đâu, anh thấy không? À. Con này là cái con mà thôi cho nó là gái rượu luôn cho rồi. Và chắc chắn cô ta phải biết một điều là bố mẹ dễ có tiền, mới sẵn sàng đòi hỏi một cách dễ dàng như vậy, phải không anh? Ấy là chưa nói những trường hợp, nhân tiện đây nói đến trường hợp mà con cái của chúng ta vướng vào ma túy nghiện ngập. À. Dễ không anh? Cái đó thường lắm anh. Quá thường. Thường lắm anh, nhưng mà trong trường hợp của cái cô con gái của bà Quang này, nó không đơn giản là cô giả vờ như vậy đâu. Mà với nước, đất nước nào, chứ còn Mỹ mà anh giả, chị giả vờ như vậy là chị lại lôi thôi với tòa án. Lôi thôi tòa án đấy. À. Đánh lừa cảnh sát, nói dối cảnh sát. Tôi đã ngồi với luật sư Jennifer Lê nhiều năm trong cái chương trình của cô ở đài VBS. Nhân tiện đây thì nói đến chuyện về nghiện cần sa ma túy. Cô ấy nói rằng có những trường hợp có những em thật là ngoan, học điểm rất là cao, cha mẹ ông bà an tâm lắm. Nhưng đùng một cái con mình nó hư lúc nào không biết. Khi xảy ra sự kiện thì bố mẹ mới hối lỗi là con mình trong thời gian rất ngắn biến đổi một cách lạ lùng, mà cũng vì bố mẹ bận công ăn việc làm, không chú tâm gì đến con cái bao nhiêu, vì em nó đã vướng vào xì ke ma túy do bạn bè dụ dập. Đã khi xảy ra sự kiện thì ngỡ ngàng. Có con mà cái tuổi vị thành niên nó nguy hiểm lắm anh. Dạ. Tôi còn nhớ mãi một cái điểm mà một người đã nói chuyện đó, khi trẻ em mà đang 10 nó ở lứa tuổi vị thành niên 15, 16, 14 đó. Đúng. Thì lúc đó cái đầu óc nó nửa nạc nửa mỡ. Nó, mình nói tóm gọn là hoặc là nó thành người, hoặc là nó sẽ thành quỷ trong lứa tuổi này. Tại vì đấy, nó suy nghĩ chưa chín chắn thì phải cố dưỡng cho nó lên, cố theo sát cho nó, bỏ hết cả công cả của, nhất là thời gian. Của thì chưa chắc, nhưng mà cái thời gian để chăm sóc nó. Thậm chí có nhiều người cẩn thận đến mức họ nghĩ ra cách là như vậy anh ạ. Tức là cháu nó ở riêng phòng, nó ác cái chỗ là nó không chịu ở chung với nhau. Ừ. Nó nghĩ là gia đình nó nhiều phòng thì mỗi đứa một phòng. Ừ. Mà cái mỗi đứa một phòng mới là nguy hiểm, tại vì cái computer của nó. Thì bố mẹ lịch sự lắm, bắt cửa phòng lúc nào cũng phải mở, để bố mẹ đi ngang mà cái ngồi làm sao mà cái mặt computer nó phải quay ra ngoài cửa để bố mẹ nhìn mày đang chơi game hay mày làm cái gì. Kỹ đến cái mức như vậy đấy. Mà vẫn không kiểm soát hết. Là tại vì tay chân nó nhanh hơn bố mẹ nhiều. Đúng vậy. Nó nghe tiếng gió bố mẹ bước đi một cái lập cọc, bước đi cái nó bóng cái cốc cái là nó thành ra bài vở rồi, anh thấy không? Cho nên cái đó là cũng là một cái mà các bậc làm cha mẹ phải nói rằng là chăm thì chăm thật, nhưng mà có phúc có phần.
không có đơn giản. Đúng như anh Vũ Trung nói đó, với cái kỹ thuật tân tiến của kỹ thuật technology ngày nay, chúng ta đi chậm sau các cháu rất nhiều. Quý vị nói thế, khi nói thế quý vị đừng bảo là ô Mai Tuấn tại sao lại coi thường chúng tôi, thấy không, chúng tôi không dám coi thường quý vị. Nhưng mà phải nói là 90% chúng ta chậm hơn các cháu. Có những quý vị thì giỏi hơn các cháu thiệt, đúng như vậy, update hơn các cháu. Nhưng mà 90% không nhanh bằng các cháu, dù nó chỉ có 15-16 tuổi. Cái gì chứ giờ một cái iPhone bây giờ hỏi này, con ơi giờ ông muốn thế này, đứa kia là nó chỉ cho chúng ta lèo cho nói chuyện gì cả. Anh nói thế không, đừng có chê cái thế hệ mình. Coi vậy chứ mình ngó mấy bà Mỹ mà lớn tuổi ngồi trên xe bus đó, còn không biết email là cái gì cơ mà, cho nên anh đừng có buồn. Đấy, cảm ơn anh Vũ Trung và cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Những câu chuyện đời thường giúp cho quý vị có một cái cười nhẹ ý nghĩ nào đó. Và hy vọng rằng chúng ta luôn luôn có sự bình an để chúng ta sống những ngày đẹp. Mong được gặp quý vị trong chương trình ngày mai.